Tôi tính mở cửa xe hơi để mà đi công việc các bạn. Thì tôi gặp một con rắn nó ngay dưới chân cánh cửa các bạn này, nó mới bò lên này. Không biết rắn độc hay rắn hiền. Cho tôi lên máy quay, tôi quay cho các bạn xem nhé. Các bác đi đi vườn rồi đi rẫy, đi rừng các bạn gặp rất nhiều loại rắn. Chúng ta phải phân biệt là có độc này, là nào mà không có độc. Loại có độc là loại có răng nanh, loại không có độc là không có răng nanh nhé. Thường loại có độc thì nó chậm hơn, loại không có độc thì nó dài và bỏ rất là nhanh. Tôi sẽ cho các bạn xem. Tôi dùng cái đèn pin của Thái Lan rồi, tôi soi cho các bạn xem. Tận này, con chân cái các bạn. Dài lắm, đầu màu đỏ, cái đầu nó giấu dưới kia, cái đông nước mà nó đỏ này, tôi xem cái đầu thì nó độc các bạn nhé, cái này lạ thật đấy, đầu đỏ ra, dài lắm, còn lại chừng cả mét. Đầu đỏ là gì các bạn? Không biết làm gì đâu các bạn. Còn nào biết thì comment dưới video cho tôi. Đây của đây nó bỏ ngay chỗ gần cái cửa các bạn này. Thấy thỏ cái đuôi nào vào đây. Nó chuyển vào đây rồi. Ở dưới là cái cương. Đây là ai đập các bạn. Ai đập chuẩn mà nó chạy vào đây. Thường thôi. Là phần cắn các bạn. Phần đỏ này. Phần gì? Cái này là phần ráo. Các bác đi rừng thì dậy. Các bác gặp lại rắn không biết rắn gì các bạn. Các bạn biết thì comment dưới video nhé. Nó sẽ được. Nó dài cái này. Thấy không? Khá là dài. Đèn Thái Lan soi sáng các bạn. Khu vực này chuột rất là nhiều. Toàn chụp được chuột cái cổ tay không? Con này bị thương rồi. Bị thương ở lưng. Bị ai đập này lưng này. Mắt nó to nhỉ. Thank you.